Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất tối ngày 5 tháng 12 năm 2021 về việc Bộ Y tế công bố có 14.312 ca tại 61 tỉnh thành, nâng tổng số ca trong đợt dịch thứ tư lên 1.303.823. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bạc Liêu 167, Thành phố Hồ Chí Minh 145, Bến Tre 132. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bình Định 225, Cần Thơ 134, Bà Rịa Vũng Tàu 90. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 13.982 ca trên một ngày. Từ 17 giờ 30 ngày 4 tháng 12 đến 17 giờ 30 ngày 5 tháng 12 ghi nhận 199 ca tử vong. Cụ thể, tại Thành phố Hồ Chí Minh 69, trong đó có 4 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Bến Tre 2, Đồng Tháp 1, Quảng Ngãi 1. Tại các tỉnh thành phố khác: Tây Ninh 20, An Giang 19, Kiên Giang 17, Đồng Nai 12, Tiền Giang 10, Bình Dương 9, Cần Thơ 7, Sóc Trăng 6, Vĩnh Long 6, Đồng Tháp 5, Bình Thuận 4, Cà Mau 4, Bà Rịa Vũng Tàu 3, Cao Bằng 1, Trà Vinh 1, Phú Thọ 1, Thừa Thiên Huế 1, Bình Định 1, Khánh Hòa 1, Bình Phước 1, Bạc Liêu 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 197 ca. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 26.260 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm. Các ca nhiễm tại Thành phố Hồ Chí Minh 1.491, Cần Thơ 1.132, Tây Ninh 792, Sóc Trăng 775, Bà Rịa Vũng Tàu 710, Đồng Tháp 690, Bình Thuận 648, Bến Tre 630, Bình Phước 547, Vĩnh Long 544, Khánh Hòa 465, Cà Mau 444, Bình Định 428, Hà Nội 400, Bạc Liêu 398, Kiên Giang 394, Đồng Nai 355, Bình Dương 355, An Giang 350, Thừa Thiên Huế 305, Hậu Giang 295, Tiền Giang 257, Trà Vinh 212, Hà Giang 160, Bắc Ninh 113, Đắk Nông 102, Thanh Hóa 94, Hải Phòng 91, Long An 90, Hải Dương 88, Lâm Đồng 84, Quảng Ngãi 81, Đà Nẵng 78, Ninh Thuận 75, Quảng Nam 63, Quảng Ninh 62, Gia Lai 61, Hưng Yên 60, Nam Định 47, Phú Thọ 45, Thái Nguyên 35, Vĩnh Phúc 34, Phú Yên 31, Thái Bình 28, Quảng Bình 25, Hòa Bình 23, Yên Bái 21, Tuyên Quang 16, Kon Tum 13, Bắc Giang 12, Hà Tĩnh 11, Lạng Sơn 11, Lào Cai 9, Sơn La 9, Ninh Bình 5, Hà Nam 5, Cao Bằng 5, Quảng Trị 4, Lai Châu 2, Điện Biên 1, Bắc Cạn 1. Trong đó có 8.142 ca trong cộng đồng. Đợt dịch thứ tư, số ca nhiễm trong nước là 1.303.823. Trong đó 1.006.460 ca đã được công bố khỏi bệnh. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận 1.309.092 ca nhiễm, đứng thứ 35 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hai tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Bắc Cạn, Lai Châu, các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 478.309, Bình Dương 284.263, Đồng Nai 89.514, Long An 38.697, Tây Ninh 32.483. Về điều trị, số khỏi bệnh trong ngày là 1.711 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.009.277 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.854 ca. Trong đó 4.618 ca thở oxy qua mặt nạ, 1.376 ca thở oxy dòng cao SFNC, 162 ca thở máy không xâm lấn, 683 ca thở máy xâm lấn và 15 ca ECMO. Về xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện 24.759 xét nghiệm cho 38.829 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27 tháng 4 đến nay 26,8 triệu mẫu cho 69,7 triệu lượt người. Về tiêm chủng, trong ngày 4 tháng 12 có 502.169 liều vaccine được tiêm. Như vậy, tổng số liều đã được tiêm là 127,3 triệu liều. Trong đó tiêm một mũi là 73,2 triệu liều, tiêm mũi 2 là 54,1 triệu liều. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên. Mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19. Theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin News247 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi. Hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.